trân trọng chào đón Thiếu tướng Phan Thành Lộc. Xin được nồng nhiệt chào mừng Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bình, người đã chiến thích cầm đuốc ghi 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Xin được nồng nhiệt chào đón Đại tá anh hùng Nguyễn Hồng Xuân, trưởng đoàn du ca quê hương. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Bách Lê, đại diện tạp chí Thanh tra Chính phủ. Xin được nồng nhiệt chào đón ông Võ Minh Đường, đại diện Liên đoàn Việt Nam. Chúng tôi cũng xin vô cùng cảm kích và trân trọng khi ngày hôm nay hiện diện tại chương trình đầy ý nghĩa của chúng ta có sự có mặt của các mẹ Việt Nam anh hùng. Xin được trân trọng cảm ơn các mẹ đã đến với chương trình của chúng ta. Kính thưa quý vị, mẹ kính chúc mừng thương dự đồng hành xuyên suốt cuộc hành trình đến yêu thương vượt qua, thì chúng tôi xin được thương dự đón tiếp cái sự nghiệp của bà Huỳnh Thiên Hương, phó chủ tịch hành trình kết nối yêu thương Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Lượng, tổng giám đốc công ty cổ phần hành trình kết nối yêu thương Việt Nam 4.0. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của đạo diễn kỹ thuật điện ảnh Tôn Hậu. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, nữ hoàng ngoại giao. Xin được trân trọng giới thiệu Nam Vương Doanh Nhân Huy Hoàng, ông trường sự kiện Showbiz Việt. Xin được trân trọng giới thiệu Nam Vương Mạnh Dũng. Xin được trân trọng giới thiệu Nam Vương Tôn Thất Khải. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Lê Thu Thảo. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Bạch Kế, phó ban tổ chức của GIFA Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Lê Thu Thảo, chủ tịch GIFA Việt Nam, chủ tịch cộng đồng Dana Group. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thế Vân, phó trưởng phòng phát triển văn hóa GIFA Việt Nam tại Malaysia. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phi Loan, phó phòng phát triển tài chính GIFA Việt Nam tại Lào. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Thanh Hào, trưởng đại diện văn phòng phía Nam báo Việt Nam Europa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Hiệp, tổng giám đốc tiêu thụ IEO Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lê Hằng, cố vấn trung ương UNESCO văn hóa thể thao. Xin được trân trọng giới thiệu ông Kim Văn Đông, tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính Angel. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Chí Bình, nhà báo Chu Loan. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Văn Dũ, nhà ngoại cảm, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển dân tộc và nhân học Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ kỳ vi điện ảnh Ôn Đức Hằng. Xin trân trọng giới thiệu nữ hoàng đêm hội Thảo Nhung. Xin được trân trọng giới thiệu hoa hậu đại sứ toàn cầu Nguyễn Hà Lâm. Xin trân trọng giới thiệu hoa hậu đại sứ toàn cầu Lê Ngọc Kim Linh. Xin được trân trọng giới thiệu hoa hậu gương mặt khả ái Nguyễn Thị Thanh Loan. Xin trân trọng giới thiệu á hậu Nguyễn Thị Hồng. Xin được trân trọng giới thiệu á hoàng Lưu Nguyễn. Xin trân trọng giới thiệu hoa khôi Phương Nhã Trúc, phó giám đốc điều hành hành trình kết nối yêu thương. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Việt Quang. Giới thiệu ca sĩ Hoài Phong. Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân Nguyễn Tấn Trường. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Nguyễn Minh. Trân trọng giới thiệu Nam Vương Thanh Phong. Xin được chào mừng á hậu Nguyễn Thị Xuân Hòa. Trân trọng giới thiệu á hậu Thúy Anh. Xin được trân trọng giới thiệu hoa hậu nhân ái Trương Ngọc Thọ. Xin trân trọng giới thiệu hoa hậu nhân ái Lê Kim Cúc. Xin được trân trọng giới thiệu hoa hậu ca sĩ Thùy Dương. Xin trân trọng giới thiệu Nam Vương và Á Vương Hoàng Gia Bảo. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Phú Quốc. Trân trọng giới thiệu nhà báo Trung Hoàng. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Trần Thảo Nguyên. Trân trọng giới thiệu nhà báo Thu Hiền. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Lê Hải, báo pháp luật môi trường. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo pháp luật môi trường, nhà báo Lê Hằng, Lê Lành. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Hoàng Xô, báo pháp luật môi trường. Trân trọng giới thiệu nhà ca sĩ, nhà sĩ Minh Anh. Xin trân trọng giới thiệu ông Bầu Phát Thành, tổng giám đốc mạng truyền hình Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo A Hải, báo pháp luật môi trường. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo kinh tế đô thị, nhà báo Hà Bá Trường.